Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Mr. Tin. Anh em đang tìm mua Vision cuối tuần này chủ nhật vàng. Thì anh em coi đúng clip rồi nha. Vision giá mềm nhất thị trường miền Tây luôn. Chỉ từ 31.199 lấy một con Vision đời 2024 về. Trả góp cả không đồng vẫn được, trả trước 30% giá trị xe vẫn được. Trả không đồng thì lãi suất 1.37, chỉ từ 1.37 tương đương 10 dít 137k tiền lãi. Trả trước 30% giá trị xe tương đương khoảng 13-14 dít. Lãi suất 1.29 tương đương 10 dít 129k tiền lãi. Giữ luôn cả về gốc, tặng phí thu hộ miễn phí 1 năm. Bán xe cũ, đổi xe mới, tặng bao lì xì 2 xì. Xe cũ nào cũng thu nha, hãng nào cũng thu, loại gì cũng thu. Trước khi bạn nhấn vào ở tường tròn tròn, vào kênh meeting, thông tin liên hệ trên, liên hệ. Sẽ được tư vấn online tại nhà, góp online tại nhà, báo giá xe cũ online tại nhà. Thấy được lên mua, không được thì thôi. Hẹn mọi người cuối tuần này chủ nhật vàng tại chỗ Mr. Tin nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Mr. Tin. Bạn muốn mua SH More, coi đúng clip rồi. Giá cạnh tranh nhất miền Tây. Ok. Trước khi vào báo giá thì bạn nào cần tư vấn nhóm biểu đường tròn vào kênh Mr. Tin, thông tin liên hệ trên, liên hệ ngay cho Mr. Tin nha. SH More cuối tuần này tôi giảm cho các bạn 8 dít, chỉ từ 58.599. 58.599 là lấy một con SH More đời 2024 về. Mua trả góp trả không đồng vẫn được, lãi suất một chỉ từ 1.37 tương đương 10 dít 137k tiền lãi. Hoặc trả trước 30% giá trị xe rơi vào khoảng 24 dít, lãi suất 1.29 tương đương 10 dít 129k tiền lãi. Giữ luôn cả về gốc. Bán xe cũ đổi xe này vẫn được, tặng bao lì xì 2 xì. Xe cũ hãng nào cũng thu, loại gì cũng thu nha. Ok. Định giá xe cũ online nhà ở nhà, góp online tại nhà, báo giá xe online tại nhà, tất cả đều online tại nhà. Được lên mua, không được thì thôi. Ok nha. Hẹn mọi người cuối tuần này tại chỗ Mr. Tin. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Mr. Tin. Xe Taycan, bạn muốn mua xe Taycan, tôi có Winner X và CBR150R. Bảo đảm giá cạnh tranh nhất miền Tây. Cuối tuần này chủ nhật vàng. Đối với Winner X, tôi giảm cho bà con 3.5 dít, chỉ từ 40.999. CBR150R đúng một con duy nhất, giá là 63.999. Ok. Rồi, riêng về Winner X bạn có thể mua trả góp nha. Trước khi tư vấn tiếp, bạn nào cần nhấn biểu đường tròn vào kênh meeting, thông tin liên hệ trên, liên hệ nha. Mua trả góp trả không đồng vẫn được, lãi suất chỉ từ 1.37, CBR vẫn vậy nha, tôi đưa 10 dít 137k tiền lãi, giữ luôn cả về gốc và trả trước 30% giá trị xe. Ok. Winner X có chương trình lãi suất 0%, giữ luôn cả về gốc, hoặc là lãi suất 0.48%, giữ luôn cả về gốc. CBR là lãi suất 0% nha. Ok, giữ luôn cả về gốc. Ok, đó là chương trình tại chỗ Mr. Tin. Ngoài ra bạn có thể bán xe cũ, đổi xe này vẫn được, tặng bao lì xì 2 xì nha. Bạn nào cần thì liên hệ, tư vấn giá online tại nhà, góp online tại nhà, đổi xe cũ, bán xe cũ, đổi xe mới online tại nhà, tất cả đều online tại nhà. Thấy được lên bán, không được thì thôi. Ok, thấy được lên mua, không được thì thôi. Hẹn mọi người cuối tuần này tại chỗ Mr. Tin. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Mr. Tin. Bạn muốn mua xe Wenfa, ok, Wenfa, bạn coi đúng clip rồi. Tôi đảm bảo giá cạnh tranh nhất miền Tây luôn. Ok nha. Wenfa cuối tuần này bạn được giảm 1.5 dít, chỉ từ 18.499. 18.499 là lấy một con Wenfa đời 2024 về nha. Mua trả góp thì sao? Cả không đồng vẫn được, lãi suất 1.37, chỉ từ 1.37 tương đương 10 dít, chỉ từ 137k tiền lãi, giữ luôn cả về gốc và trả trước 30% giá trị xe, tương đương khoảng 8-9 dít, giữ luôn cả về gốc, lãi suất chỉ 1.29 tương đương 10 dít 129k tiền lãi. Bạn có thể bán xe cũ, đổi xe này, tặng bao lì xì 2 xì. Bạn nào cần nhấn biểu đường tròn vào kênh Mr. Tin, thông tin liên hệ trên, liên hệ ngay cho Mr. Tin nha. Góp online tại nhà, tư vấn giá xe online tại nhà, bán xe cũ, đổi xe mới, tư vấn giá online tại nhà, tất cả đều online tại nhà hết nha. Được lên mua ủng hộ Mr. Tin, không được thì thôi. Hẹn mọi người cuối tuần này tại chỗ Mr. Tin. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Mr. Tin. Bạn muốn mua AB125, tìm giá cạnh tranh nhất thị trường miền Tây thì đã coi đúng clip rồi. AB125, trước khi vào báo giá, bạn nào cần nhấn biểu đường tròn vào kênh Mr. Tin, thông tin liên hệ trên, sẽ được tư vấn online tại nhà nha. AB125 cuối tuần này chỉ chủ nhật vàng nha, giảm cho bà con 3.5 dít, chỉ từ 42.599. 42.599 là lấy một con AB125 về. Mua trả góp trả không đồng vẫn được, lãi suất 1 chỉ từ 1.37 tương đương 10 dít 137k tiền lãi. Giữ luôn cả về gốc hoặc trả trước 30% giá trị xe tương đương khoảng 15 dít. Giữ luôn cả về gốc, lãi suất chỉ từ 1.29 tương đương 10 dít 129k tiền lãi. Ok, quá tuyệt vời luôn nha.
Bán xe cũ đổi xe này vẫn được nha, tặng thêm bao lì xì 2 xị. Xe cũ gì tôi cũng thu, hãng gì cũng thu, loại gì tôi cũng thu. Ok nha. Rồi bạn nào cần thì cứ liên hệ tư vấn giá xe online tại nhà, góp online tại nhà, đậu lên lấy xe về đó thôi. Bán xe cũ định giá xe online tại nhà, tất cả đều online tại nhà. Hẹn mọi người cuối tuần này tại Mr. Tin. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Mr. Tin. Valeo 125, rất nhiều anh em chờ đợi hôm nay. Valeo 125 Mr. Tin đã về nha. Trước khi vào báo giá, những người thường còn vào kênh Mr. Tin thông tin liên hệ trên, liên hệ ngay cho Mr. Tin nha. Sẽ được tư vấn online tại nhà. Valeo 125 cuối tuần này giảm cho anh em 3,5 dít, chỉ từ 42,99, chỉ từ 42,99 có một con Valeo 125 đời 2024 về nha. À, trả góp thì sao, trả không đồng vẫn được, giữ luôn cả về gốc, lãi suất chỉ từ 1,37 tương đương 10 dít 137k tiền lãi, hoặc trả trước 30% giá trị xe khoảng 15 dít, lãi suất 1,29 tương đương 10 dít 129k tiền lãi, giữ luôn cả về gốc. Bạn có thể nhấn biểu tượng tròn vào kênh Mr. Tin, thông tin liên hệ trên, liên hệ ngay cho Mr. Tin tư vấn giá xe online tại nhà, góp online tại nhà. Bạn có thể bán xe cũ đổi xe này tặng bao lì xì 2 xị, xe cũ hãng gì cũng thu, loại gì cũng thu nha, và tư vấn giá xe cũ tại nhà, thấy được lên bán không được thôi. Hẹn mọi người cuối tuần này tại chỗ Mr. Tin. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Mr. Tin. Bạn muốn mua Future giá đảm bảo cạnh tranh nhất miền Tây thì coi đúng clip rồi. Future cuối tuần này giảm cho bà con 1,5 dít tới 2 dít tùy theo loại xe, chỉ từ 33,99 đã bao gồm 10% VAT. Bạn nào cần tư vấn giống như tròn tròn vào kênh Mr. Tin, thông tin liên hệ trên, liên hệ ngay cho Mr. Tin, sẽ được tư vấn online tại nhà nha. Ok, mua trả góp thì sao, trả không đồng vẫn được, giữ luôn cả về gốc, lãi suất chỉ từ 1,37 tương đương 10 dít 137k tiền lãi, hoặc là trả trước 30% giá trị xe tương đương khoảng là 12 dít ha, lãi suất 1,29 tương đương 10 dít 129k tiền lãi, giữ luôn cả về gốc nhé. Có thể bán xe cũ đổi xe Future đặng bao lì xì 2 xị. Ok, bạn nào cần thì nhấn biểu tượng tròn vào kênh Mr. Tin, thông tin liên hệ trên, liên hệ ngay Mr. Tin, sẽ được góp online tại nhà, định giá xe cũ online tại nhà, được báo giá xe mới online tại nhà, tất cả đều online tại nhà, thấy được lên mua xe không được thì thôi. Hẹn mọi người cuối tuần tại chỗ Mr. Tin.